Xin chào anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại buổi lái thử chiếc CBR150R 2021 mới nhất do Honda Việt Nam tổ chức. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đặt vị trí là một biker đến đây để lái thử chiếc xe này hai vòng bán đảo Linh Đàm để đưa đến mọi người một cái nhìn chi tiết nhất về cái khả năng vận hành của chiếc CBR150R, cũng như là trả lời một vài câu hỏi của anh em trong cái video mình đánh giá chiếc xe này lần trước ở trên kênh Mê Xe. Và ngay bây giờ thì mình sẽ vào đây đăng ký và bắt đầu quá trình lái thử. Bây giờ thì mình sẽ trực tiếp lên xe và chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm vận hành khi mà cầm lái chiếc CBR150R. Và như các bạn thấy ở đây thì mình cao 1m73, chiều cao yên năm nay của xe là 787mm và nó cũng khá là phù hợp với cả chiều cao của mình. Chống chân thì cực kỳ là thoải mái. Đó, rồi là chúng ta sẽ có một cái tay lái theo dạng là clip on. Nó cũng hơi chồm về phía trước một chút, tuy nhiên thì nó không quá xa tầm với của mình. Và có thể nói là cái dáng ngồi này là một cái dáng ngồi rất là sport city. Nó vừa có thể giúp các bạn dễ dàng núp gió mà cũng vừa có thể là đi lại khá là dễ dàng ở trong phố. Các bạn cũng có thể là ngồi thẳng lưng mà không phải quá là gồng gánh cái tay của mình. Đó là những cái về dáng ngồi của CBR150R theo thực tế và theo góc nhìn thứ nhất. Còn bây giờ thì mình sẽ mở khóa lên. Wow, các bạn thấy không? Mặt đồng hồ hiệu ứng rất đẹp. Ở đây thì hiển thị cực kỳ rõ ràng thông tin. Và tất nhiên là dưới trời nắng như thế này thì cũng không có một cái gì là bị mờ cả, nó rất là rõ. Rồi thì ngay bây giờ thì mình sẽ đề lên. Đó, đề rất êm, đề như một chiếc xe số các bạn ạ. Rồi và vào số và chúng ta sẽ ngay lập tức bắt đầu cái quá trình vận hành của chiếc CBR150R. Thả côn ra nhẹ nhàng này, thêm một chút ga, ok đi thôi. Ngày hôm nay thì trời Hà Nội khá đẹp. Lên ga này, rồi chúng ta sẽ chạy một vòng hồ nhá. Các bạn thấy thì cái tiếng pô xe của chiếc CBR150R này ở những cái vòng tua thấp nó khá là êm ả, như một chiếc xe ga luôn các bạn ạ. Nhìn chung thì kể cả các bạn lên số 3 mà ở cái khoảng vòng tua dưới 6.000 vòng trên phút thì sẽ thấy rằng là chiếc xe này là một chiếc xe nó cực kỳ là êm. Mình sẽ kiếm một cái đoạn đường mà nó vắng hơn một chút để có thể là đẩy vòng tua lên cao. Bởi vì như thế này thì mình vẫn thấy là nó êm ả quá. Nó êm ả quá và nó hoàn thành rất là tròn trịa cái nhiệm vụ. Đó là một cái chiếc xe có thể là để đi phố. Con đường này thì cũng khá là quanh co khúc khỉu đây. Các bạn thấy không? Cái sự ổn định khi mà vào cua của CBR150R có thể nói là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ đẩy cái vòng tua lên cao một chút nha, các bạn sẵn sàng chưa? Woo! Oh, có thể nói là nếu mà đẩy cái vòng tua lên khoảng 7.000 vòng thì mình thật sự là không thể nào mà vừa nói vừa cầm lái được nữa, mà mình phải tập trung vào để kiểm soát chiếc xe. Bởi vì là chỉ với khoảng 7.000 vòng tua thôi thì ngay lập tức nó đã được giải phóng cái tinh thần thể thao rồi. Và cái khối động cơ DOHC của CBR150R đúng là như lời đồn, đi nước hậu đâm rất là sướng. Mình cũng đã thử trong cái khoảng thời gian một tuần mình mượn xe, thì cái chiếc xe này khi mà lên tới khoảng 90km/h nó vẫn khá là chắc chắn và nó vẫn không bị đuối. Vậy nên là mình cam đoan rằng là nó có thể mang đến cho các bạn một cái cảm giác thể thao cần thiết khi mà cầm lái. Đó là những cái gì mà một chiếc Sport City có thể mang tới, và mình cũng không mong đợi điều gì hơn. CBR150R đã làm quá tròn vai trong cái phương diện là một chiếc xe thể thao khi mà chạy ở trong phố. Và mình thích sử phanh gấp này. Đó, mình vừa mới làm một cái thao tác dồn số các bạn ạ. Và các bạn thấy rằng là nó cực kỳ là mượt không? Sở dĩ mà nó mượt như vậy là bởi vì là chiếc xe này đã được trang bị bộ ly hợp chống trượt Slipper Class. Nó sẽ giúp cho các bạn có những cái pha vào số nó mượt mà hơn, cũng như là chúng ta có thể dồn số gấp mà không bị giật cục.
đó là một cái điểm mà mình cực kỳ thích ở trên CBR150R, bởi vì là công nghệ này thì trước đây mới chỉ được áp dụng lên những cái mẫu xe đắt đỏ thôi, nhưng mà với cái mức giá chỉ hơn 70 triệu đồng một chút của CBR150R thì đây thật sự là một cái công nghệ mà nó là một món hời luôn ở trong phân khúc. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà mình có sử dụng chiếc xe này để mà làm bài đánh giá chi tiết thì mình cũng đã khá là nhiều lần gặp phải những cái tình huống bất ngờ, ví dụ như là đi ở trong những cái khu đông dân cư như thế này và cái phanh ABS 2 kênh của CBR150R đã hoạt động rất là hiệu quả. Mình có thể cảm nhận rõ rằng là cái sự nhấp nhả nó thể hiện ở trên phanh. Đây, ví dụ như là mình phải tránh cái chiếc xe này. Đó, thì mình sẽ phải xuống số và giảm tốc lại, và chiếc xe CBR150R này thì nó cho mình một cái khả năng gọi là lách qua cũng như là giảm tốc rất nhanh và rất mượt. Nó không hề bị cồng kềnh một chút nào cả. Và mình nghĩ rằng là kể cả những tay lái mới, những người mới tập xe côn thì cũng có thể là làm được những cái thao tác đấy giống như mình ở trên chiếc xe này. Và còn một điểm nữa mà mình nghĩ rằng là CBR150R rất là ưu ái cho những tay lái mới, đó chính là về phần côn. Đây, mình sẽ xuống số luôn cho các bạn thấy nhá. Đó, cái phần côn của chiếc CBR150R này thì rất là nhẹ, bóp cái là ăn luôn các bạn ạ. Và cái cảm giác này thì nó nhẹ như là các bạn bóp côn của những cái chiếc xe Underborn ấy, những chiếc Winner X. Và với một cái chiếc xe thể thao mà nhẹ nhàng thì này thì mình nghĩ rằng là đi trong phố nó sẽ cực kỳ là tuyệt vời. Còn một cái hay nữa đó là khi các bạn nhả côn mà không làm gì thì khoảng gần 2 giây xe mới có hiện tượng ngắt động cơ. Nó không dễ tắt máy như một vài mẫu xe khác ở trong cùng phân khúc. Điều này giúp các tay lái mới có thêm khoảng thời gian để làm quen với các thao tác côn ga mà không sợ xe chết máy. Và đây là những cái gờ giảm tốc nhá. Và chiếc camera của mình không chống rung tốt lắm đâu, nhưng các bạn thể thấy rằng là cái sự rung lắc nó cho ra là không hề nhiều các bạn ạ. Đây, kể cả cái mố này này. Đó, rất êm nhá. Sở dĩ mà chiếc xe này xử lý được êm ái qua những cái ổ gà như thế này được như vậy là bởi vì nó có một cái hệ thống treo, tạm gọi là hệ thống treo đi, rất là tốt. Chúng ta sẽ có phuộc trước upside down của Showa và phuộc sau cũng là monoshock đến từ Showa, toàn hàng hiệu luôn và hàng hiệu đắt tiền luôn các bạn nhá. Đó, thì nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác rất là êm ái khi mà đi qua những cái ổ gà. Nói chung là vượt qua được những cái ổ gà mình vừa đi ra vừa rồi thì có thể thấy rằng là chiếc xe này đi ở trong phố, đường phố Hà Nội sẽ rất là tốt đây. Quả thực thì nó đạt được hai cái cảnh giới, đó là êm ái từ phuộc cho đến động cơ. Điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ đối với cả CBR150R nó đến chính từ cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là một chiếc xe thể thao trông nó hầm hố như thế này, nó cũng khá là nặng nữa thì nó sẽ tốn rất nhiều xăng. Tuy nhiên thì sau cái khoảng thời gian một tuần sử dụng chiếc xe này thì mình thấy rằng là nó cũng ăn xăng giống như những cái chiếc xe tay ga phổ thông thôi. Mình cũng đã sử dụng một chiếc xe tay ga phổ thông mà mình thấy rằng là cái sự chênh lệch giữa chiếc CBR150R này với cả chiếc xe mình đang đi nó là không nhiều. Con số của Honda đưa ra là 2,91 lít cho 100 km, và thực tế mình trải nghiệm thì nó cũng nằm trong cái khoảng đấy, là một cái khoảng tiêu thụ nhiên liệu mà mình nghĩ rằng là không quá đắt đỏ để các bạn có thể là vận hành và sử dụng chiếc xe này trong một cái thời gian lâu dài. Tuy nhiên thì điểm hơi chê nhẹ đó chính là các bạn hãy nhìn vào phần cùng công tắc bên phải đi, chúng ta sẽ không có cái nút tắt bật động cơ như thế này. Thì lúc dừng đèn đỏ thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thao tác đó là tắt máy bằng chìa khóa, thì nó cũng hơi bất tiện một chút. Và hy vọng rằng là trong cái phiên bản 2022 chẳng hạn thì chiếc CBR150R này nó sẽ có thể là có thêm cái nút tắt bật động cơ ở bên này thì quá hoàn hảo. Tổng kết lại đối với cả chiếc xe này thì mình chỉ có hai từ thôi, đó là nó vừa đủ độ êm mà nó lại vừa mang lại cái cảm xúc đủ thể thao cho mình. Khi mà muốn êm thì mình đi ở cái khoảng vận tốc là dưới 6.000 vòng tua. Đó, thì chiếc xe này thật sự là có rất nhiều công nghệ, cũng như là nó có một cái bộ phuộc Showa êm ái để các bạn có thể là đi qua những cái ổ gà, ổ voi mà không gặp những cái xung lực quá nhiều nó dội lên tay. Tuy nhiên thì khi mà các bạn đẩy vòng tua cao lên trên 7.000 vòng trên phút thì nó lại thật sự là một chiếc xe thể thao, và nó sẽ giúp các bạn chinh phục được những cái cung đường dài. Sau khi mà cầm lái và kiểm chứng thật kỹ chiếc Honda CBR150R 2021 thì có lẽ là mình sẽ đưa ra hai kết luận về chiếc xe này, đó là thực dụng và công nghệ. Nó thực dụng ở chỗ vừa đi êm ả trong phố, và khi mà cần thể thao thì nó vẫn cho các bạn một cái sức mạnh đủ để cảm thấy phấn khích. Và
nó công nghệ ở chỗ chúng ta sẽ có phanh ABS hai kênh vượt trội so với tất cả các đối thủ ở trong cùng phân khúc. Đồ trên xe thì toàn hàng hiệu, phanh Nissin, phuộc Showa. Và đặc biệt là nếu như các bạn để ý kỹ vào những cái khung hình mình chạy ngoài đường khi mà đường rất đông, thì đây là một chiếc xe cực kỳ thu hút ánh nhìn, đặc biệt là màu đỏ HRC ở phía bên này. Và với mức giá chỉ bắt đầu từ 71 triệu đồng thì mình nghĩ rằng là không còn gì để nói nữa, nó quá đỗi hấp dẫn. Thậm chí là một chiếc xe ga phổ thông với những cái trang bị như thế này cũng không thể nào có giá 71 triệu. Vậy thì em nghĩ sao về cái mức giá đó? Hãy chia sẻ cho mình biết ở bên dưới phần comment của video nhé. Đừng quên để lại một like, subscribe, ấn nút chuông cho Mê Xe để xem thêm những video đánh giá về xe mới nhất ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.